Thanh long là loại trái cây rất là tốt cho sức khỏe, thích hợp cho mọi lứa tuổi. Có tác dụng giải nhiệt, giảm cân và đặc biệt rất là tốt cho những người bị bệnh tiểu đường. Với hương vị ngọt mát cùng màu sắc đẹp mắt, thanh long không chỉ dùng là một loại trái cây quen thuộc mà còn chế biến được rất là nhiều món ăn. Sau đây mình sẽ làm món tai heo trộn thanh long. Món này các bạn dùng làm món khai vị lạ miệng cho bữa tiệc họp mặt vào những ngày cuối năm sẽ rất là tuyệt. Nguyên liệu gồm có thanh long khoảng 4 trái, tai heo 600g, 2 cái tai, rau thơm, hành tây 1 củ, dưa leo 2 trái, cà rốt 1 củ. Còn có chanh, gừng, hành tím, ớt, tỏi, muối, tiêu, bột ngọt và đường. Nước mắm. Bánh tráng nướng khoảng 1 cái. Đậu phộng khoảng 100g. Về cách làm, tai heo làm và rửa sạch. Gừng thì gọt vỏ, rửa sạch. Luộc tai heo, cho vào son khoảng 1,5 lít nước, có gia vị như là muối, bột ngọt, gừng cắt lát để khử mùi và có vị, rồi mới cho tai heo vào luộc. Luộc khoảng 20 phút. Khi mà tai heo đã chín, vớt ra cho ngay vào trong một thau nước đá lạnh, cho tai heo được giòn. Khi mà tai heo nguội thì xắt thành lát mỏng. Còn ớt thì tách bỏ hột, băm nhuyễn. Tỏi thì lột vỏ, băm nhuyễn. Chanh thì vắt lấy nước cốt. Về pha nước mắm trộn gỏi, cho vào trong tô khoảng 3 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh đường, 1 muỗng bột ngọt, 2 muỗng nước cốt chanh, ớt bằm và tỏi bằm rồi khuấy đều. Ướp tai heo với 3 muỗng nước mắm trộn gỏi mình vừa mới pha. Thanh long thì cách làm đôi. Rồi dùng muỗng múc luộc thanh long ra, giữ lại phần vỏ để trang trí. Cắt luộc thanh long thành những miếng vừa ăn, rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh để hạn chế sự ra nước của thanh long. Cà rốt thì gọt vỏ, rửa sạch, bào sợi. Hành tây thì thái mỏng. Cà rốt và hành tây ngâm với lại nước muối loãng cho nó bớt cái vị hanh đi. Dưa leo gọt vỏ, bỏ ruột. Dùng dao bào thành những lát mỏng. Rau thơm thì nhặt, rửa sạch, cắt nhỏ. Đậu phộng thì rang vàng, bỏ vỏ, giả hơi dập. Cho cà rốt, hành tây, dưa leo, rau thơm, tai heo, thanh long vào trong một cái tô lớn. Cho nước mắm trộn gỏi vào và rải đậu phộng đập dập vào rồi trộn đều. Múc gỏi thanh long ra dĩa và cho lại vào phần vỏ. Rải đậu phộng lên trên. Khi ăn thì dùng bánh tráng nướng xúc hoặc là bẻ vụn bánh tráng vào, ăn là ngon. Món tai heo trộn thanh long là một món khai vị lạ miệng, ngon tuyệt cho bữa ăn gia đình. Nhìn cũng rất là bắt mắt,
vị ngọt giòn béo của tay heo, vị ngọt mát của cà rốt, chưa leo và mùi thơm nhẹ nhẹ của đau thơm, đậu phộng, bánh tráng, rất là ngon. Các bạn hãy thử làm nhé và hãy ủng hộ, đăng ký xem kênh Alan Channel và hãy bật chuông để nhận thông báo về video mới của mình. Nếu các bạn thích video này thì hãy để lại một like và chia sẻ cho bạn bè của các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.